Tây An biên xưa hôm nay rạng rỡ Hải Phòng như ngọn hải đăng hiên ngang trước biển sang con tàu sẽ sông vươn đại dương. Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đến dự lễ kỷ niệm ngày sinh nữ tướng Lê Trân Xuân Giáp Thìn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí của mùa xuân mới, Xuân Giáp Thìn 2024, chúng ta cùng tụ hội tụ về dưới mái đình này để tưởng nhớ công đức Nam Hải Uy Linh Thánh Chân Công Chúa, người đã có công khai hoang lập ấp nên Trang An biên xưa và là thành phố Hải Phòng ngày nay. Kính thưa quý vị, khi đất trời bớt đi gió lạnh, khi nắng ấm bắt đầu lên lỏi trên những cành lá, khi những trời non bắt đầu nhú lên mơn mờn và khi những cánh chim én từ phương Bắc quay về, chúng ta lại được đắm mình trong mùa xuân, mùa của những khát khao, của trăng hoa đua nở, của lộc biếc trời xanh. Xuân phương Nam trải dài nắng vàng ấm áp, thì mùa xuân phương Bắc lại xuất hiện trong khung cảnh mưa phùn lất phất, một chút heo bay giá lạnh của mùa đông còn vương lại với đất trời. Thế nhưng, mùa xuân phương nào cũng vậy, cũng cần lắm hơi ấm từ không khí của sự đoàn viên, sum họp, của tình người. Và xuân phương nào cũng là mùa của đoàn kết, yêu thương, để chúng ta tự tin, thanh thang bước đi trong sắc xuân rạng rỡ, điểm tô cho vẻ đẹp của non sông đất nước. Và chúng ta cùng chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều niềm tin, hy vọng, bình an và hạnh phúc. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân cùng đón xem chương trình văn nghệ do đội văn nghệ Đình An Biên biểu diễn gồm các ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương biểu diễn Thúy Là, Đất Nước Lời Du biểu diễn Quỳnh Hương và Như Ngọc, Việt Nam Trong Tôi Là và Tự Hào Việt Nam biểu diễn Tốt Ca Nam Nữ. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ trọng tấn. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, lễ hội truyền thống Nữ Tướng Lê Trân năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày, 16, 17, 18 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 7, 8, 9 tháng 2 năm Giáp Thìn. Lễ hội truyền thống Nữ Tướng Lê Trân được tổ chức không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân địa phương, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, cổ truyền dân tộc, sinh hoạt lễ hội truyền thống du xuân của nhân dân địa phương cùng đông đảo du khách thập phương, mà còn góp phần ôn lại truyền thống, giáo dục con cháu lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương đất nước. Lễ hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về các giá trị di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của tượng đài Nữ Tướng Lê Trân, về đền nghè linh thiêng, về ngôi đình cổ An Biên, nơi thờ tự Nữ Tướng Lê Trân. Phần hội cũng có nhiều hoạt động phong phú như việc tái hiện chợ quê giữa lòng thành phố, hội thi hoa, cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Lễ hội Nữ Tướng Lê Trân đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tự hào dân tộc, lòng thành kính, trách nhiệm và niềm tự hào của các thế hệ hôm nay đang nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng mảnh đất Hải Tần phòng thủ ngày càng văn minh hiện đại. Nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động chào mừng lễ hội truyền thống Nữ Tướng Lê Trân Xuân Giáp Thìn năm 2024, hôm nay, Ủy ban Nhân dân, Ban Quản lý Đình An Biên long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày sinh Nữ Tướng Lê Trân. Về dự lễ dâng hương ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Việt Anh, Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Ủy viên Quận ủy, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội truyền thống Nữ Tướng Lê Trân năm 2024. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Công an các phường trên địa bàn quận Lê Trân. Về phía phường An Biên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường.
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đông Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Cùng sự hiện diện của các ông bà, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, phường, các ông bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, ban giám hiệu các trường và đại diện một số gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường An Biên. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đến tham dự lễ dâng hương kỷ niệm ngày sinh nữ tướng Lê Trân ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban quản lý đình An Biên lên tuyên đọc thần phả tưởng nhớ công ơn nữ tướng Lê Trân. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Đức Lam Hải Uy Linh Thánh Chân Công Chúa, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nữ tướng Lê Trân quê ở làng An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, nay là xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có cha là cụ Lê Đại, mẹ là cụ Trần Thị Chi Châu, sống hiền hòa, nhân hậu, gia đình chuyên nghề thầy thuốc, sẵn lòng bao dung giúp đỡ người khác nên được dân gần xa mến phục. Nữ tướng Lê Trân nổi tiếng tài hoa, xinh đẹp, thông minh hơn người. Thời đó, nhà Đông Hán sang đô hộ nước ta, thái thú Tô Định thấy nàng Lê Trân xinh đẹp, đòi lấy làm tỳ thiếp nhưng nàng Lê Trân không nghe, một mực từ chối vì chuyện cầu hôn không thành. Tô Định tức giận đã hãm hại cha mẹ nàng, căm giận quân cướp nước tham tàn bị ổi, nàng Lê Trân quyết chí đền nợ nước, trả thù nhà. Nàng đã cùng một số bạn hữu lánh về vùng ven biển thuộc huyện An Dương, nuôi trí lớn, bà đã cùng mọi người khai hoang lập ấp tạm lên trang An Biên và là thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Ở vùng đất mới, bà ra sức tích lũy lương thảo, chiêu binh, tập mã, kiên kết với các hào kiệt khắp nơi, chờ thời cơ đền nợ nước, trả thù nhà. Mùa xuân năm 40, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nữ tướng Lê Trân cùng đội quân của mình tham gia và lập nhiều chiến công. Với khí thế tấn công như vũ bão, chỉ trong 2 tháng, nghĩa quân đã chiếm được 65 thành trì, đập tan ách thống trị của nhà Đông Hán, đất nước sạch bóng quân thù. Bà Trưng chắc được tướng sĩ nghĩa quân tôn làm vua, lấy hiệu là Trưng Vương. Trưng Vương xét công lao, ban thưởng cho các tướng sĩ. Nữ tướng Lê Trân được hai bà phong làm Thánh Chân Công Chúa, giữ chức trưởng quản binh quyền nội bộ, trấn giữ vùng Hải Tần phía đông bắc của Tổ quốc. Nữ tướng Lê Trân đem quân trở về vùng đất An Dương khi trước, mở thêm trại ấp, lập thêm trang An Biên. Bà cùng nhân dân khai khẩn khai hoang dọc ven sông Tam Bạc, thành đồng ruộng lúa trồng dâu xanh tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, trang An Biên dân cư đã đông đúc, kinh tế phát triển, nhiều người có. Bà Lê Trân thường xuyên cho quân luyện tập, mở những lớp đấu vật, thi đấu võ đài để nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu của binh sĩ dân chúng. Năm 42, nhà Đông Hán đem quân đàn áp cuộc khởi nghĩa trước đội quân thiện chiến của Mã Viện. Năm 43, cuộc khởi nghĩa thất bại. Sau khi hai bà Trưng trấn tiết trên sông Hát, nữ tướng Lê Trân rút quân về vùng núi Lạc Sơn, nay là xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, lập căn cứ quyết chiến với quân thù. Song do lực lượng quá chênh lệch, nữ tướng Lê Trân đã tấn tiết tại khu vực núi Giác Dâu. Kỳ tích anh hùng đó, tinh thần bất khuất đó đã khiến hình bóng và anh linh của nữ tướng Lê Trân, trưởng quản binh quyền, nữ tướng miền biển, luôn được nhân dân ngàn đời hương khói phụng thờ. Và hôm nay, nhân dân phường An Biên, quận Lê Trân đã tổ chức để người dân đến kỷ niệm ngày sinh của ngài. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Nguyễn Văn Nhật, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Đông Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường lên đánh trống chiêng khai mạc các hoạt động hưởng ứng lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Trân năm 2024 tại đình An Biên. Thank you.
Các vị khách quý, trải qua gần nghìn năm với biết bao thăng trầm, nghệ thuật ca trù đã trở thành môn nghệ thuật mang tính hàn lâm và tính bác học. Ca trù là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, phần nào gợi nhớ đến nét đẹp văn hóa của người Hải Phòng năm xưa, với mục đích nhằm bảo tồn, quảng bá, phát huy và phát triển di sản văn hóa văn nghệ. Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã cho ra mắt câu lạc bộ hát Ả Đào, ca trù xứ Đông quận Lê Chân vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Và để ca trù đến gần hơn với khán giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ, trường tiểu học Nguyễn Văn Tố đã đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống vào trường học. Câu lạc bộ ca trù xứ Đông quận Lê Chân đã mở lớp truyền dạy ca trù khóa 1 với nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật dân gian trong đời sống hiện nay. Đến với ca trù, các em được bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Từ đó, các em sẽ thấy tự hào với kho tàng di sản vô giá mà cha ông để lại. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu, khách quý cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau để tìm hiểu thêm về ca trù, quá trình đưa ca trù vào trường học và thành lập câu lạc bộ ca trù xứ Đông quận Lê Chân. Xin kính mời. Hát cửa đình, thờ thành hoàng. Về sau, được vào cung đình, rồi bác học hóa thành lối hát chơi giải trí cho giới tinh hoa quý tộc, trí thức. Bởi sự phối hợp nhuần nhuyễn, đạt đến đỉnh cao của thi ca và âm nhạc. Năm 1980, ca trù lên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rồi đi ra thế giới nhờ giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê. Nghệ thuật ca trù thể hiện chiều sâu văn hóa, chiều sâu tâm hồn của cộng đồng người Việt. Trải qua gần nghìn năm với biết bao thăng trầm, ca trù đã trở thành một nghệ thuật mang tính hàn lâm và tính bác học, với nội dung thể hiện bằng thơ, nhạc, múa, hát, ca ngợi lối sống khoan dung, dũng quyết, thanh khiết, thủy chung, hết mình vì tổ quốc, vì độc lập tự do, vì hòa hợp cộng đồng, vì truyền thống dân tộc, thể hiện khao khát, nhân, trung, hiếu, nghĩa. Tại Hải Phòng, từ tổ chức có hệ thống của ti giáo phường Bắc Thành xưa, đã sớm hình thành giáo phường thuộc Phủ Kinh Môn. Nhờ có nguồn gốc từ tiền nhân xa xưa truyền lại, vẫn bền bỉ, thai nghén qua bao thế hệ, lần nữa lại nảy mầm từ dòng họ Phạm và họ Tô ở Đông Môn, huyện Thủy Đường. Từ phủ tử Đông Môn đã đào tạo cho các thế hệ sau thuộc nhiều dòng họ khác nhau, nên ca trù từ đây được phát triển rộng khắp ra cả vùng Sơn Nam Hạ và Yên Bang Đông Đạo, tạo ra một sản ca trù xứ Đông xưa. Có thể nói, giá trị cốt lõi của văn hóa Hải Phòng chứa đựng đầy đủ những giá trị của văn hóa Việt Nam, mang đậm nét giá trị văn hóa truyền thống của người vùng Hải Tần phòng thủ. Ngày 1 tháng 10 năm 2009, ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Ca trù đã khẳng định được vị trí quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, với mục đích bảo tồn, quảng bá, phát huy và phát triển di sản văn hóa văn nghệ dân gian, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong lĩnh vực hát Ả Đào ca trù. Phần nào gợi nhớ đến nét đẹp văn hóa của người Hải Phòng năm xưa và góp phần bảo tồn ca trù xứ Đông. Tháng 9 năm 2015, chúng tôi đã đưa ca trù vào trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, thành lập câu lạc bộ. Tiền thân của câu lạc bộ ca trù xứ Đông quận Lê Chân hôm nay bao gồm các học viên là các em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Công Trứ và một vài ngôi trường khác, cùng đông đảo học sinh của trường tiểu học Nguyễn Văn Tố. Thấy được sự hưởng ứng tham gia tìm hiểu, học tập ca trù của số đông học trò, quả thật ai cũng ngỡ rằng thế hệ trẻ ngày nay chỉ thích những bản nhạc sôi động, những giai điệu rộn rã tươi vui. Ca trù vốn là loại hình nghệ thuật bác học, cùng lúc kết hợp cả cầm, cả sướng, cả thi, cả ngôn, cả cắt, cả cổ, tiết điệu lúc dồn dập, lúc thư thả, lúc thu lại vắn vỏi, lúc trải ra miên man, lúc dàn dịp dưới trên, tiêu có, cước có, lúc đềnh đãng dở dạc, lúc trúc chắc nhọc nhằn. Khó đến vậy mà ca trù vẫn đến được với các em học sinh còn bé bỏng, để rồi càng hiểu ca trù, em càng yêu, càng say, càng đắm. Tháng 6 năm 2016, lớp ca trù khóa 1 trường tiểu học Nguyễn Công Trứ đã ra đời, tiền thân của câu lạc bộ ca trù xứ Đông ngày nay. Cứ vào sáng thứ bảy hàng tuần, từ đình hàng kênh lại vang lên câu hát, nhịp phách quen thuộc. Trong không gian nơi cửa đình, hơn 10 cô cậu học trò say sưa học hát,
võ trống, võ phách với nghệ nhân ưu tú Đỗ Quyên, chủ nhiệm giáo phường ca trù Hải Phòng, cùng nghệ nhân ưu tú Thu Hằng và nhiều thành viên khác của giáo phường ca trù Hải Phòng. Không chỉ dạy hát, cô Đỗ Quyên, cô Thu Hằng kết đàn Tô Tuyên, ca nương Hải Phượng còn giải thích về bộ môn ca trù, kể những tích truyện trong các tác phẩm, dạy cho các em, giúp các em hiểu hơn, yêu hơn ca trù. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu ca trù với học sinh trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, các em trong lớp ca trù khóa 1 đã đưa ca trù đến với khán giả mọi lứa tuổi trong quận với tiết mục Đây An Biên, Hoa Phong Lan, Đào Hồng Đào Tuyết, tham gia liên hoan dân ca cấp tiểu học và nhiều chương trình biểu diễn tại địa phương, tại các chương trình của câu lạc bộ ca trù, hội văn nghệ dân gian thành phố. Mới chập chững làm quen với ca trù, dù còn nhiều non nớt, nhưng khi các em đắm mình vào cách hát, lời ca vẫn thanh, cao, tay phách vững chắc, giòn. Tình yêu, niềm đam mê toát ra từ ánh mắt, nét mặt. Các em rất thích hát ca trù. Tham gia câu lạc bộ, các em được các nghệ nhân truyền dạy rất tận tình. Lúc đầu, nhiều em thấy khó, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, khi hiểu hơn về ca trù, các em càng thêm yêu thích hơn. Các phụ huynh có con tham gia lớp ca trù cũng rất ủng hộ khi được sự động viên của các thầy cô, phấn khởi cho con tham gia học tập. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, và trong chương trình hôm nay, tại nơi linh thiêng này, câu lạc bộ hát Ả Đào ca trù xứ Đông quận Lê Chân sẽ gửi đến quý vị đại biểu chầu hát cửa đình với 5 trên 14 thể cách. Ngay sau đây là các tiết mục Gương Anh Hùng hát ra do nghệ nhân ưu tú Thu Hằng thể hiện, Cho Con Đi Học Chữ hát ra do các em học sinh câu lạc bộ ca trù xứ Đông quận Lê Chân thể hiện, Hát Nói bài Liệt Nữ Lê Chân thơ Khuyết Danh do ca nương Nguyễn Thị Thắm thể hiện, Múa Hát Dồn Đại Thạch nghệ nhân ưu tú Thu Hằng thể hiện, Hát Lót Tích Bạch Đằng do các ca nương trẻ đến từ làng nghề ca trù Đông Môn huyện Thủy Nghiên nguyên, bài Hoa Phong Lan Ngày Hội do nghệ nhân ưu tú Thu Hằng, ca nương Nguyễn Thị Thắm và các em học sinh câu lạc bộ ca trù xứ Đông quận Lê Chân thể hiện. Hỗ trợ các tiết mục hát cửa đình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có nghệ nhân ưu tú kép đàn Tô Tuyên đến từ làng nghề Đông Môn huyện Thủy Nguyên, nghệ nhân ưu tú kép đàn Nguyễn Văn Tuyến đến từ làng nghề ca trù Lỗ Khê Hà Nội và nghệ sĩ kép đàn Tiến Thành đến từ nhà hát chèo Thái Bình. Cùng sự hỗ trợ chiêng trống quan viên Lê Văn Thái, quan viên Hoàng Văn Vương và tập thể các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Tố đến từ câu lạc bộ ca trù xứ Đông quận Lê Chân. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã có mặt trong chương trình hôm nay. Một lần nữa, xin kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân cùng theo chân câu lạc bộ hát Ả Đào ca trù xứ Đông quận Lê Chân để cảm nhận được sự trân trọng, linh thiêng qua chầu hát cửa đình. Xin trân trọng kính mời.
Thank you.
của biển thương đời của dân. À đào một khúc ca ngân dâng lên nữ tương một cánh ngự tròn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biểu cửa đình và phần hát văn của các em học sinh trường học Nguyễn Văn Tố cùng các em trong câu lạc bộ ca trù xứ Đông đã kết thúc tại đây.